Vé concert Blackpink bị rao bán tràn lan, ban tổ chức hành động bất ngờ. Ticketbox, đơn vị bán vé hai đêm nhạc Blackpink tại Hà Nội vừa thông báo dừng bán vé sau một tuần mở bán. Lý do đơn vị này đưa ra là để đảm bảo quyền lợi cho khán giả khi xuất hiện nhiều thông tin bán vé, mua lại vé với nhiều mức giá khác nhau trên mạng xã hội. Ticketbox cho biết, để đảm bảo phục vụ khán giả tốt nhất, ban tổ chức xin thông báo dừng bán vé concert Blackpink World Tour Bonping tại Hà Nội. Ban tổ chức khẳng định chỉ có duy nhất một kênh bán vé, việc mua vé ngoài hệ thống chứa đựng rủi ro về vé giả và tranh chấp. Phía ban tổ chức không chịu trách nhiệm cho những giao dịch này. Theo ghi nhận của báo giao thông, thị trường chuyển nhượng vé concert Blackpink diễn ra nhộn nhịp trên mạng xã hội ngay sau khi ngày ban tổ chức mở bán vé trên website chính thức. Trên các hội nhóm về concert Blackpink tại Hà Nội, nhiều tài khoản cập nhật bài viết chào mời bán lại vé bằng giá gốc hoặc chịu lỗ vài trăm nghìn đến 1 đến 2 triệu đồng vì nhiều lý do như tìm được vé tốt hơn, vô tình mua dư, bận công việc hoặc muốn chuyển sang đi ngày khác. Thậm chí, vé còn được chào bán trên các sàn thương mại điện tử. Nhiều tay buôn sẵn sàng bán lỗ, bán thấp hơn giá mua để sớm hoàn về lượng vốn đã bỏ ra, nhưng tốc độ tiêu thụ vẫn khá chậm. Concert Bonping của Blackpink sẽ diễn ra vào hai đêm 29 và 30 tháng 7 ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Vé chương trình chính thức mở bán vào hai đợt, gồm đợt 1 mở bán lúc 12 giờ ngày 7 tháng 7 cho đến đêm diễn ngày 29 tháng 7, đợt 2 mở bán lúc 14 giờ ngày 7 tháng 7 cho đến đêm diễn ngày 30 tháng 7.